Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là mình có một cái em có hỏi mình là em mới nói là cô con sắp sửa đi du học qua Canada thì mẹ con cũng cho con đi học ngành neo. Thế nhưng mà con cực còn ít tuổi bởi vì em đó năm nay mới cháu này năm nay mới có 17 tuổi thì em mới nói là con thì ở Việt Nam thì kỹ năng sống ngoài đời con không có giỏi mà con lên trên mạng con thấy thì con thấy những cái video của những cái người Việt ở vốt lên ở trong YouTube thì con thấy là ở trong cái tiệm nail là thấy người Việt với người Việt người ta đánh nhau, người ta cãi nhau, con thấy sợ quá. Mà không biết là ở bên Canada mình thì có cái làm cái trong những cái tiệm nail của người Việt nhà mình thì nó có phức tạp như vậy hay không. Thì hôm nay mình làm cái video mình chia sẻ với các bạn như thế này. Bất kỳ ở một nơi đâu, bất kỳ một ngành nghề nào đều có phức tạp cả, chứ không phải là không có phức tạp. Thế nhưng mà phức tạp hay không thì nó là do mình, nó là do bản thân mình tạo ra, chứ không phải là tự dưng mà phức tạp. Thì còn nếu mà ngành neo ở Canada nhà mình thì mình nhìn thấy, chưa chưa nhìn thấy nhá, mình ở đây rất lâu nhưng mà mình cũng chưa nhìn thấy một cái tiệm neo nào và thợ với thợ mà đánh nhau như là cái em vừa rồi hỏi mình. Mình chưa nhìn thấy một cái tiệm nào mà có thợ với thợ mà đánh nhau như là em vừa rồi. Thì em đó có hỏi mình như vậy thì mình cũng có search lên YouTube mình tìm hiểu, thì mình phải nói là mình công nhận là mình có thấy có một số YouTube là mình thấy là người Việt với người Việt là cái người thợ thôi là thấy trước mặt khách như thế này, một tay thì vẫn đang massage cho khách như thế này, còn một tay thì cứ chõ chõ cãi nhau mấy cái người ở bên ngoài, hai bên đối đáp cãi nhau lại. Rồi là có một cái video thì mình có nhìn thấy là cái cô thợ đó là cãi nhau với con của chủ, thì con của chủ thì là cái người con đó là mới Việt Nam qua thì chắc là không ấy nào, nhưng mà thấy cứ cãi nhau tay đôi. Mà trong khi đó mình có thấy khách ngồi ở trong tiệm đó mà đã cãi nhau bằng tiếng Việt inh ỏi như vậy mà lại còn cãi chửi nhau đá gà đá vịt câu những câu tiếng Anh nữa. Thì mình em đó hỏi mình như vậy thì mình có lên YouTube và mình cũng tìm hiểu thì mình thấy phải nói là em ấy nói đúng, là công nhận là mình nhìn thấy và mình xem những cái video thì có những cái video cái người Việt mình ở trong cái tiệm nail để chửi nhau, thợ mới thợ chửi nhau như vậy thì mình là em đấy là nói chuẩn 100%. Thì là mình các bạn nếu như các bạn mà thấy mình nói không đúng thì các bạn cứ tìm ở trong cái YouTube ấy, các bạn chỉ đánh là tiệm nail đánh nhau là nó lên một loạt cả. Thì mình thấy như vậy thì thực sự là mình không biết ở nước nào, bởi vì đây nó là tế nhị, mình cũng không không muốn nói ở cái nước đó ra, bởi vì mình không nói ở nước đó ra là trong tiệm nail thợ mới thợ là đánh nhau như vậy. Thì mình có thấy những cái có thấy làm video có cái YouTube vốt lên như vậy thì em này em hỏi mình thì mình thấy là em ấy nói đúng. Thế nhưng còn về bên Canada nhà mình thì mình nhìn thấy là chưa có một cái tiệm nail nào mà thợ mới thợ đánh nhau như vậy. Thì em ấy hỏi có phức tạp hay không thì mấy vừa rồi mình cũng nói là làm cái gì cũng phức tạp hay không là do mình tạo ra. Còn người ở bên mình ấy thì mình thấy là rất ôn hòa chứ không có chành chọe mà cãi nhau cãi cọ nhau như vậy đâu. Thì còn thực sự mình thấy trong một tiệm mà phức tạp và cãi nhau như vậy thì cái lỗi là cũng lỗi là tại do chủ 90%, mình phải nói khẳng định là 90% tại cho chủ. Nếu như chủ mà là con người mà biết điều hành và biết giải quyết cho nó biết giải quyết cho nó đúng thì tình trạng không thể nào mà thợ với thợ cãi nhau như thế được. Bởi vì cái này là do chủ, bởi vì là mình thấy thợ với thợ trong tiệm cãi nhau mà chủ không hề nói gì, chỉ có những cái là chỉ có cái cậu uống nhầm cái lấy một cái ly nước là cậu rót nước nhầm của cái cô kia thôi mà cô ấy cũng chửi rất lọ kia. Trời ơi là trời, làm gì mà mình cũng không biết là nói làm sao mà tại sao lại có những cái chuyện mà cãi cọ nhau mà lại vốt lên YouTube vậy. Thì mình cũng thấy 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 nó nói thật lòng với các bạn, mình thấy nó kỳ kỳ làm sao ấy.
cái YouTube này thì mình đã không chia sẻ những cái gì thực tế, thì những cái những cái điều mà nó không hay của cái người Việt thì mình sống nước ngoài, mà trong khi đó thì lại vốt lên, thì ở lại trong một cái tiệm nail thì mình cũng không biết là chính vì làm như thế mà lại làm cho những cái người nước ngoài người ta lại càng nghĩ xấu về những cái tiệm nail của cái người Việt Nam nhà mình. Thì mình cũng không biết là người ta nghĩ thế nào mà lại đi cãi nhau. Ở đi đi làm thì thực sự là với các bạn là theo như mình, theo riêng mình và theo như mình thì mình thấy là nơi làm là cái nơi một cái gia đình thứ hai của mình, mà cái nơi làm là mình bỏ thời gian ở đấy nhiều nhất. Mình khi mình về cái đến cái nhà của mình thì thực sự là mình gặp chồng có con chỉ có một thời gian 1-2 tiếng, là 1-2 tiếng thôi, chứ còn cả một ngày là mình ở cái nơi làm, thì cái nơi làm là cái ngôi nhà thứ hai, thì nó phải là giống như một cái gia đình, mọi người phải thân thiện với nhau và mọi người phải thông cảm và quý mến nhau, thì nó làm thì nó mới được bền lâu. Thì mình thấy là con cứ yên tâm, ở Canada thì mình không biết là ở đâu thì không biết, nhưng mà cô thì cô chưa bao giờ cô nhìn thấy cái tiệm nail mà có phức tạp như những cái video vốt lên ở YouTube đánh nhau cãi nhau trong tiệm như vậy, thợ mấy thợ như vậy, hoặc là thợ mấy người khách đánh nhau cãi nhau như vậy. Thì mình là cô chưa nhìn thấy ở Canada như cô như vậy. Còn làm ở trong tiệm nail thì con hỏi có phức tạp hay không, thì dĩ nhiên làm ở đâu cũng phức tạp con, ở đâu nó cũng phức tạp. Thế nhưng ở cái phức tạp thì mình lên lấy cái mình lên cái cách giải quyết nó hòa đồng và cái cách giải quyết cho nó êm đẹp. Thì mình đi làm thì đôi khi mình làm cho khách chẳng hạn, thì cũng có nhiều cái khách thì người ta cũng không thích, rồi là người ta cũng làm này làm nọ. Thế nhưng mà mình sẽ nói nhẹ nhàng với người ta, mình giải thích người ta như thế nào để cho nó được ôn hòa, chứ không có phức tạp như như ở những cái video mà người ta vote lên là cãi nhau đánh nhau như vậy. Thì nếu con sang Canada này con đi du học thì cô chúc con là sẽ, con cứ yên tâm đi qua bên này, con cố gắng con học làm nail cho giỏi, thì qua bên này thì con có sẽ xin được công ăn việc làm, thì nghề tay trái thì con sẽ kiếm được tiền và con phụ những cái chi phí sinh hoạt hàng ngày của con ở bên này, thì gia đình con đỡ bị lặng gánh hơn. Còn con cứ yên tâm là bên này không có phức tạp như vậy đâu, không có tiệm nail bên này không có phức tạp như là con sợ đâu, con cứ yên tâm. Bởi vì là con sang bên này thì cô khuyên con rằng là dĩ nhiên là chủ nail thì không ai cũng phải là có chủ tốt và có chủ xấu, có những chủ thì có khi là ăn chặn cả tiền tê của người thợ, và có những cái chủ thì có khi này là ăn chặn này này nọ, thì cái chuyện đấy không thể tránh khỏi được. Cái chuyện đấy mình phải nói là Canada mình cũng có rất nhiều tiệm là ăn chặn tiền tê rất chi là nhiều khi thợ cho chủ cho khách cho 10 đồng người ta chỉ đưa cho mình 5 đồng hoặc là 3 đồng thôi, hay là 7 đồng thôi, người ta sẽ ăn chặn tiền tê. Thì cái này nó là có thật, là chứ không phải là không có. Thế nên khi mà con qua bên này thì cô khuyên con là mình đi xin làm nghề nail bất kỳ một tiệm nào, thì mình thấy là hãy tìm vào nhiều, xin vào những cái tiệm mà mình cảm thấy mà mình nói chuyện với cô chủ mà thấy cô chủ này là cái người rất chi là dễ mến, mà hay là nói chuyện với chủ mà thấy chủ người ta rất chi, người ta sống ở đây lâu thì người ta thuần tính và người ta cảm thấy mình nói chuyện mình cảm thấy là mến mà hợp với mình thì lên làm. Mà những cái gì mà con đi qua bên này và con đi học, con đi làm ở tiệm nail thì cái gì như lần trước cô cũng làm một cái video là chủ đã ăn chặn tiền tê, thì cái gì mình cũng phải rất khoát, mình nói cho nó gãy gốc và mình nói ngã mũ ngay từ đầu là làm lương lậu như thế, làm mà con thử thế nghề 1-2 tuần mà con làm được thì lương lậu con như thế nào, và cái tiền tê là cái tiền là con được nhận hay là cô được nhận hay là cô lấy, thì con cũng phải hỏi cho kỹ. Bởi vì nhiều khi
có những cái gặp những cái chủ mà người ta có cái tính tham ấy, người ta nghĩ là những cái em học sinh mới qua không biết cái gì, có khi là tiền tê thì chủ cũng lấy luôn. Bởi vì là rất nhiều người chia sẻ với mình là nhiều cái chủ rất chi là tham, ăn chặn cả tiền tê, nhiều ăn chặn cả tiền tê của thợ. Nhiều khi này khách vào làm, ví dụ như là một bộ chân tay nữa, khách khách vào làm ví dụ chẳng hạn như này hết 90 đồng đi, là một người thợ làm, nhưng chủ dính, gọi người ta dùng cái từ là dính máu ăn phần ấy, nhảy vào làm thêm một cái lông mày thế nọ lấy thêm 10 đồng. Thế mà trong khi đó mà lúc ra người ta người ta cho 10 đồng, chủ chia phén ra là mỗi người 5 đồng 5 đồng. Nếu như mà là tôi là chủ mà tôi chỉ làm phụ thêm mất có 10 đồng, mà người khách kia cho thợ làm 90 đồng, tôi làm được 10 đồng mà người khách kia cho 10 đồng, thì thực sự tôi không bao giờ tôi có lòng tôi lỡ lấy một đồng bạc trong cái số 10 đồng đó. Cái 10 đồng này nó là cái tiền nó là giống như là mình hay dùng là cái từ tiền tiền khuyến khích cho người thợ, để cho người ta có cảm thấy là mừng, người ta hào hứng, để người ta serve việc cho khách người ta tốt, thì khách người người ta cảm thấy thích, người ta tốt, người ta quay lại tiệm mình, thì là cái lợi nhuận đầu tiên là mình là chủ, là mình được hưởng đầu tiên. Thì cái 10 đồng này là phải đưa cho thợ. Nhưng mà rất chi là nhiều có những chủ tham nhiều khi là người ta dính máu ăn phần, người ta làm có mấy đồng bạc thôi nhưng mà người ta chia chia tiền tê như vậy thì không lên. Thì lên lưu ý, mà mình cũng nhắc khách lại cho những em du học sinh đang ở bên này đi làm tiền đeo, hãy để ý cái tiền tê. Bởi vì rất nhiều chủ và rất nhiều người nói chuyện lại với mình là chủ ăn chặn tiền tê rất chi là nhiều. Và chủ nhiều khi thấy mình làm cái thợ làm cho khách mà muốn dính máu ăn phần để chia cái tiền tê đấy rất là nhiều. Thì mình khuyên các em đi làm thì hãy để ý cái tiền tê là khách người ta cho. Bởi vì cái luật đi làm nail là cái tiền tê là toàn bộ là được cái người thợ được hưởng 100%, chủ tuyệt đối không được lấy, chủ chỉ được lấy cái tiền sản phẩm hoặc là cái tiền làm cho khách thôi, chứ không được cái tiền tê. Là cái tiền tê nó là cái tiền riêng, là người khách người ta thích cái người đó làm thì người ta mới cho, chứ không phải là bắt buộc người ta phải cho cái tiền tê đó. Nhiều khi mình làm ra cũng chẳng ai, nhiều đứa nó cũng chẳng cho một đồng bạc nào cả, nó có cho nó cũng không cho. Và cái tiền tê đó là cái người khách là người ta thích cái người service cho người ta thấy tốt, người ta thấy thích, người ta thấy mến thì người ta cho cái tiền tê đó. Và cái tiền tê đó thì là cái người thợ là phải được hưởng 100%, chú chủ không được phép lấy. Thì mình chia sẻ mà mình cũng rất thật lòng, thì để cho các em mà mới vào ngành nail hay là chuẩn bị đi du học sang bên này, thì thứ nhất là cứ yên tâm là ở bên Canada đi làm ngành nail không có phức tạp đâu. Còn phức tạp hay không thì mình nghĩ là do mình ăn ở. Nếu mà mình ăn ở có đầu có đuôi thì chẳng ai làm khó mình, chẳng ai làm khó dễ mình cả. Mà cái phức tạp hay không là do mình tạo ra. Cái thứ hai nữa là các em đi sang bên này thì hãy lưu ý là cái tiền tê đó là 100% là mình được hưởng nhé, chứ không phải là người ta được hưởng. Thế còn tiền lương mà ăn chia ấy, thì thực sự là có những nhiều tiệm hiện tại, hồi xưa từ xưa đến nay của mình ấy, thì là thợ giỏi thì là chia 6-4, còn thợ mà không biết làm everything là chia 5-5. Thì lần trước mình cũng làm một cái video thế, thì mình có thấy có những nhiều bạn ở bên Mỹ là cũng comment lại là ở bên Mỹ là khác với bên mình, là thợ giỏi hay thợ dở là đều được chia 6-4 hết, nhưng mà bên mình thì khác. Bên mình thì chia ra là thợ giỏi thì được chia 6-4, còn thợ dở thì được chia 5-5. Thì mình thấy nó công bằng hơn. Chứ nếu mà thợ giỏi với thợ dở mà đều chia được 6-4 thì mình cũng thấy bên Mỹ thì người ta chia như vậy thì cũng rất tốt cho những cái em học sinh mới qua bên này tay nghề không giỏi. Thì mình thấy điều đó thì lại rất chi là lợi cho các em. Thế nhưng mà theo như mình thì như thế thì nó cũng không có công bằng lắm, bởi vì người ta giỏi, người ta biết làm everything thì người ta phải được lợi nhuận nhiều hơn, đúng không? Thì ở bên mình thì là bên Canada của mình thì là chia 6, làm thợ giỏi làm everything được chia 6-4, còn làm trợ chân trên nước thì được chia 5-5. Nhưng thời gian gần đây thì mình có nhìn thấy là có một số tiệm người ta ở vùng hơi xa Toronto một chút, người ta chở đi đón về,
là người ta tập trung một nơi thì người ta có đi xe đến, người ta đến đến người ta chở đi đón về, người ta đưa đi làm, người ta chở về, thì thợ giỏi người ta cũng chỉ có chia 5 năm thôi, bởi vì ở cái khu, những cái khu đó là giá nó cao. Giá nó cao thì thành thì ra là người chủ, người ta thợ giỏi người ta cũng có chia 5 năm, còn thợ không giỏi thì là chủ ăn 5 năm và cái thợ ăn 4 năm. Thì mình có nghe thấy một số bạn kể với mình như vậy, còn hiện tại còn mình thì chưa nhìn thấy cái tiệm nào mà chia như vậy. Và từ xưa đến nay thì mình chỉ thấy là chia thợ giỏi chia 64 và thợ dở chia 5 năm. Thì hôm nay mình làm cái video mình chia sẻ để mình trả lời cái em có 17 tuổi hỏi mình là cô ấy có phức tạp hay không hay như thế này. Thì con cứ yên tâm qua bên này con du học, con cố gắng, con học ngành neo giỏi, không hề có phức tạp đâu con. Sang bên này thì người dân Canada cô đảm bảo là rất sống rất ôn hòa, mà người ta rất hiền lành, chứ người ta không có không biết dùng cái từ gì, người ta không có sồn sồn hay là có làm gớm ghê gì đâu. Nên cứ yên tâm nhé. Cảm ơn các bạn mình chia sẻ làm video mình chia sẻ về mình, các bạn thấy hay thì hãy bấm bấm cho mình một sub, một like để mình có động lực mình làm video, nhiều video cho các bạn. Còn nếu như các bạn muốn tìm hiểu bất kỳ một cái gì cuộc sống của Cara mà thật về Cara thì các bạn cứ comment ở bên dưới thì mình sẽ trả lời các bạn. Còn mình chia sẻ cái này này bởi vì mình sống ở bên này là 30 mấy năm rồi, con gái mình là bốn, mình có 4 đứa con mà con mình thì là đều sinh sinh ở bên này, thì con mình năm nay cũng là 30 tuổi rồi. Thì từ đây là mình có rất nhiều nhiều kinh nghiệm cuộc sống ở Canada, chứ không phải là mới qua mấy năm thì các bạn cũng sẽ chưa thể nào để hiểu hết được những con người Canada, và cũng chưa thể nào mà các bạn hiểu hết được những cái cuộc sống Canada. Các bạn chỉ là hiểu ở phần nổi của bề ngoài của xã hội thôi, chứ không thể làm các bạn hiểu sâu hiểu hết được những cái vấn đề. Thì nếu ai muốn tìm hiểu cái gì thì cứ comment ở bên dưới thì mình sẽ làm video mình trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của đội 8 Canada nhé. Xin chào các bạn.